chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Trên đây thì Ngọc Gia Ban lại tiếp tục cho nhân viên đi giao chiếc ghế massage nội địa Nhật. Chiếc ghế này thuộc hãng Balasolic và có mã là MA85 cho anh Mạnh ở thành phố Thái Bình. Anh Mạnh cũng đã dành thời gian đến tận cửa hàng của Ngọc Gia Ban để trải nghiệm về ghế massage nội địa Nhật. Lúc đầu anh khi đến cửa hàng của Ngọc Gia Ban thì anh đã ngồi thử chiếc ghế Balasolic và có mã là MA74. Nhưng khi anh ngồi thử lên chiếc ghế này thì anh cảm thấy về các tính năng nó chưa đủ và nó chưa làm cho anh cảm thấy thoải mái. Nên là anh đã có nhu cầu mong muốn lên một chiếc ghế thuộc dòng cao cấp hơn của Balasolic. Nên là Ngọc Gia Ban đã tư vấn cho anh chiếc ghế này. Chiếc ghế thuộc hãng Balasolic MA85 này là một phiên bản cao cấp của Balasolic, đã có đầy đủ các tính năng, có bóp cổ, vai, gáy, lưng, tay, chân với 7 bài tự động. Và đặc biệt cái chiếc ghế này đã có cái phần mông riêng. Cái phần mông này khi nó massage thì nó sẽ đẩy cái phần mông của mình lên và nó sẽ day bên nọ day bên kia. Thì vì cái phần mông này là cái phần mà bị trọng lượng cơ thể chúng ta đè vào nên luôn luôn chúng ta cảm thấy nó sẽ mệt mỏi và cần phải massage để thư giãn. Chính vì tác dụng của chiếc ghế này nên là anh Mạnh đã quyết định lựa chọn chiếc ghế này cho bản thân cũng như cho gia đình của mình. Ngọc Gia Ban xin cảm ơn anh Mạnh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Gia Ban. Ngọc Gia Ban xin kính chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe.